Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin dự báo giá vàng của chúng tôi trên kênh Tin Nóng TV. Các bạn xem video, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, đăng ký và nhấn chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn đến với nội dung của video ngày hôm nay. Bản tin dự báo giá vàng ngày 3 tháng 4 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, cả nước nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương cộng với tác động của dịch bệnh COVID khiến thị trường ảm đạm. Ghi nhận tại thời điểm 18h30 ngày 2 tháng 4, giá vàng trong nước tại SJC Hà Nội mua vào là 47 triệu, bán ra là 48 triệu 220 nghìn đồng một lượng. SJC Hồ Chí Minh mua vào là 47 triệu, bán ra là 48 triệu 200 nghìn đồng một lượng, giữ nguyên giá so với cuối phiên hôm qua. Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, vàng Doji Hồ Chí Minh mua vào là 46 triệu 800 nghìn đồng, bán ra là 47 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji Hà Nội mua vào là 46 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra là 47 triệu 500 nghìn đồng một lượng. PNG Hồ Chí Minh mua vào là 47 triệu, bán ra là 48 triệu 300 nghìn đồng một lượng. PNG Hà Nội mua vào là 47 triệu, bán ra là 48 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Phú Quý SJC mua vào là 46 triệu 800 nghìn đồng một lượng, bán ra là 47 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào là 47 triệu 100, bán ra là 48 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng mua vào là 47 triệu 200 nghìn đồng, bán ra là 48 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC tại các tổ chức lớn thì cũng không có sự điều chỉnh nào về giá so với cuối phiên hôm qua. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư, ngày mùng 1 tháng 4 thì hợp đồng vàng giao tháng 6 giảm 5,20 USD trên 1 ounce, tương đương 0,3%, xuống 1.591,40 USD trên 1 ounce, đánh dấu phiên sụt giảm thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, hợp đồng vàng giao ngay tăng nhẹ 0,6% lên mức 1.580,29 USD trên 1 ounce. Sáng nay thì giá vàng có thời điểm leo lên mức 1.600 USD trên 1 ounce trước khi hạ nhiệt về lại vùng quanh 1.592 USD trên 1 ounce. Sau đó, giá vàng tương lai giao tháng 5 trên sàn COMEX New York tăng hơn 17 USD lên mức 1.601,2 USD trên 1 ounce. Giá vàng thế giới phiên ngày thứ tư đã phục hồi do chứng khoán thêm một phiên lao dốc mạnh và những tác động của dịch bệnh COVID đến nền kinh tế toàn cầu. Nhưng đà tăng của vàng bị hạn chế khá nhiều do đồng USD tăng và giá dầu thô tiếp tục ở mức thấp. Cập nhật mới nhất vào lúc 18h30 ngày mùng 2 tháng 4 theo giờ Việt Nam thì giá vàng thế giới đảo chiều tăng 15,20 USD trên 1 ounce, tương đương với mức tăng là 0,9551%, và hiện đang dao động ở mức là 1.620,70 USD trên 1 ounce theo sàn Kitco. Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới. Chính vì thế, giá vàng SJC cũng như vàng nhẫn 4 số 9 và vàng trang sức SJC có thể tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày mai, ngày 3 tháng 4. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.